Rồi, hello tất cả anh em đã quay trở lại cái kênh của Quyết Bắc Giang chuyên động cơ xe máy nha. Hai số điện thoại trực tiếp mua hàng bên em đây, 0364011683. Đây, đầu tiên thì em giới thiệu hai con này, ba con, đấy, Long Jin này, Honda này, còn Super Coupe. Đấy, thì bên em có tất cả các loại dòng xe, loại máy để lắp tất cả các loại xe từ rẻ tiền đến đắt tiền có. Đấy, thì bên em đang còn con Coupe Fi này. Thì bên em giờ đang bán là 3 triệu rưỡi này. Nó đầy đủ hết đây. Bộ điện nhá. Bình xăng con rồi chế men lọc gió nhá. Đấy, phun xăng điện tử các bác nhá. Fi là phun xăng điện tử thôi. Đấy. Dòng này là 202. Ừ. 202. Máy nguyên zin, chưa bổ máy. Đấy, máy nguyên zin các bác nhá. Siêu VIP luôn. Đấy, còn con thứ hai. Các bác xem kênh các bác nhớ cho một nút like sau, các bác có thể tìm lại cái video các bác xem, nó đơn giản. Đấy. Thì con này là con rim 100, rim cao. Hàng nguyên bản, hàng nguyên bản luôn các bác nhá. Đấy, mỗi tội nó sơn này chắc là đi cái thời tiết hoặc là cái chất tẩy rửa nó rửa nhiều nó hơi bong sơn một chút thôi. Đấy, còn đây. Đấy, nguyên này. Nguyên bản hết nhá, chưa bổ máy nhá. Máy nổ thì thầm. Mitsuba đấy, cái chế cái đài nguyên bản này. Đấy, tất cả nó nguyên bản hết, cổ hút chế. Đầu lòng này, đầu bò đây. Đấy. Đầu bò zin nhá. Đấy, chưa đâm, chưa bổ máy. Đấy. Zin hết. Hàng bên em toàn hàng zin thôi. Đấy. Trước khi gửi các bác cọc cho em chút phí vận chuyển nhá. Đấy, gọi là ấy. Mỗi tội lốc hơi xước xước một chút, còn máy đầu ngon hết. Đây, máy nguyên bản nhé. Quay chi tiết đấy, các bác ngắm qua. Rồi đến là con mới này, thì con này xuất xưởng từ nhà máy ra thì nó đã quá là ok rồi. 9001 tiêu chuẩn quốc tế nhé các bác nhé. Đấy, hàng Long Jin, hàng Long Jin. Con này ra giờ bán 4,5 triệu này, 4,5 triệu bao ship tận nhà theo cần đạp, cần số và chế hoặc khí. Máy mới. Đấy, 110. Lắp cho hàng dòng quay, dòng zin các bác lắp được hết nhá. Đấy. Về các bác thay vào máy cũ của mình. Đây, 107 hơn 110 nhá. Đấy, 4,5 triệu. Đấy. Tùy các bác muốn mua con như nào thôi. Đấy, thì bên em cung cấp đầy đủ hết. Các bác vào Zalo hai số điện thoại bên em nhá. Có đề các bác vào nhật ký nhá, thì có con máy là ưng được các bác chụp ảnh, các bác nhắn tin cho em thì em báo giá. Đấy, bên em nhiều máy để cho các bác lựa chọn nhá. Đấy, còn con kia là con máy Honda 67. Con này máy mới hàng Đài Loan nhé. Thì con này có đề dành cho các bác là hay chạy tour ấy. Chạy đường dài và không muốn đạp, bác đề cho sướng. Đây. Côn tay 4 số tròn, lốc bên này y lốc 67 nhé. Đấy, còn bên kia thì nó có đề. Nó có đề thì nó là đề gầm nha các bác nhé. Đấy. Con này thì các bác liên hệ số điện thoại em báo giá nhé. Con này không báo giá công khai con này. Đấy, còn con nào ok rồi thì các bác cứ alo cho em. Bác muốn mua con như nào thì bên em sẽ cung cấp báo giá cho anh em con đấy. Rồi, em kết thúc video tại đây. Các bác nào mua thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại nhé. Các bác nhớ đăng ký kênh nhé. Rồi, thân ái chào tất cả các bác.